đang ở lúc đây nè, nó chuyển ra sao? Dạ gì á, trời. Mấy em gầy khỏe không đại ca? Ờ, khỏe. Khỏe hả, có tiền uống phê không? Ờ, không. Không, rồi sao ông xin Tuấn Anh á, tôi gửi tiền cho Tuấn Anh á, ông kêu nó cho ông tốn uống phê. Đó, đang giữ quạt. Ờ, giờ máy quầy à, nó không ăn điện. Ờ, à, rồi sao anh không xin tiền Tuấn Anh uống cà phê, em gửi nó đó cho anh uống cà phê đó. Đó, Tuấn Anh nó có cho. Nói chuyện đi, nói chuyện đi. Ôi, quá mệt rồi. Trời ơi, trời, gì mới nói có mấy tiếng mệt rồi trời. Nói đi, cho tiền. Nói với anh Toàn đi rồi tao cho tiền. Tuấn Anh mới cho thuốc, giờ cho tiền nữa mà. Ở đây nè, nói chuyện với anh Toàn thôi đi, giờ mẹ cho tiền. Nói đi, để anh Toàn anh chặn nó cho. Nói chuyện gì vậy? Dạ, gì vậy anh Đồn? Mấy em gà có đi qua bển mua rượu không? Ờ, không. Không hả? Ở chi vậy? Rồi chị Tiết có sao không? Bà chị Tiết có sao không? Bà tỉnh chưa? Ờ, không biết nữa. Không biết luôn. Vậy là anh mới ngủ thức dậy hay gì vậy? Ờ, ừ. Trời ơi trời, bữa nay hết đẹp trai rồi, nay quá xấu rồi, tóc tai bù xù chơi rồi. Vô nè mơ. Chưa nói với anh đi. Vô rồi. Thôi đi, ổng không nói thôi đi bà Năm ơi. Ổng không nói thôi đi. Để ép ổng nói cũng không có nói chuyện đâu. Giờ mấy giờ mày không nghe hả? Không có nghe tin tức gì hết trơn á bà nội ơi. Rồi có hỏi ai quen không? Có cái ông anh ổng quen ổng lại thì ổng nói là giống như bà còn nằm ở trong phòng cấp cứu á, chưa có tỉnh. Vậy hả? Chưa tỉnh. Rồi còn nằm đó mà không có sao hả? Ờ thì giống như là không có sao. Giờ bữa đó mày có hỏi Tuấn Anh không? Tuấn Anh hả? Hỏi nó không có biết. Con thiện mà. Chưa một chút nữa để nói chuyện với anh Toàn chút thôi, lên chảnh đi, chảnh đi. Mày mới uống nước thì chút nó uống nữa. Rồi thì ngang ổng nói là bà còn đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Ờ, là giống như chưa có tỉnh. Ờ, chưa tỉnh. Mà ổng đó ở gần đó không? Xa, giống như là ổng mượn người ta, giống như mượn người thân lại coi giùm á, chứ ổng đâu có lợi được đâu. Rồi vậy rồi. Cái đó là bà hẩm á, nằm kêu hoen á. Cái ông thầy ở ngoài gì đó không hay lắm. Ông coi ông biết đó. Mà có người ta chút coi mà. Ừ chút đi. Ta coi á, rồi mình mới được coi mà. À bà đó khó coi lắm, có cái mấy ông mà trước phận rồi coi mới được. Rồi mình ké á. Rồi sao rồi? Mấy em gái chỉnh dịch bệnh im à. Không? Trời ơi thôi bùng nổ luôn, đi xuống mày hên á. Thằng Đức Anh đi, vừa đi vừa bữa sau là không đi được luôn. À là bây giờ là phường nào ở phường nấy hết trơn rồi. Ừ, đi không được đâu, bây giờ nghe nói nó tét kìa. Nghe nói điều ở dưới Long Xuyên lên mấy xe luôn rồi. Ủa, rồi, như vậy là hai con mẹ cái bển sao rồi? Nó giờ nó ở trong văn phòng á, có đi đâu được đâu, bển có 3 ngày mà nghe nói 60 người ở dưới An Thái á. À. Giờ người ta đâu có đi đâu, nó ở trong phòng không mà nó không có đi. Vậy là cũng đang bùng dịch nữa. Ở ngoài á, nghe nói ông nào ông về đó, giờ ông ngủ nhà có còn đêm gì nữa không? Vợ ông bán đồ ăn đó, giờ nó lây thánh thèn ô trời tùm lum hết trơn. Ờ, nếu mà bán đồ ăn mà chủ quán bị bệnh là lây nhiều lắm đó. Lây một đống luôn, có 2 ngày mà 40 mấy người luôn. Trời ơi, giờ bữa nay không biết nhiêu nó chưa một chút nữa hả? Bà không đưa tiền cho ông đi uống cà phê cho bà nội, để ông xin hoài. Đâu có, nó mới uống tự giờ nó mới về. Thì tự giờ mày biết mấy ly chưa, 3 ly. Sáng giờ hả? Uống đó. Không, tự rồi lúc ăn cơm giờ 3 ly. Rồi sáng rồi viên nữa.
Rồi cái nghiệp gì mà uống cà phê tối ngày vậy trời. Lấy cái đồ bịt mặt nha, để không thôi là lấy tùm lum, lấy cái đồ bịt mặt. Ủa cái đó mình chăm ở nhà không có chịu uống hả bà Năm? Không có chịu uống, lấy cái đồ bịt mặt kìa. Lấy cái đồ sao không lấy? Trời ơi, ông này nói nghiệp gì ba quá vậy là sao chứ? Phi Nhung chết rồi đó bà Năm. Phi Nhung chết hả? Ừ, báo lên rồi kìa. Trời ơi. Mới chết hồi nãy luôn á. Chuyện đó hả? Vì ba chết rồi con, ba tội nghiệp quá không? Đóng luôn rồi ai nuôi chứ. Đó bây giờ bà thấy vô thường chưa? Giờ gán niệm Phật vô cho nhiều đi bà nội ô. Năm nghe nói sợ quá rồi. Mấy người mà có bệnh nền như mấy người mà có bệnh nền như tôi với bà nè là nó nhập vô cái là chết liền đó. Quá. Nghe nói ở dưới Long Xuyên bây giờ lên điều lên mấy xe hơi kìa. Thì hồi sáng này ta test từ trong ra ngoài test hết trơn rồi đó. Giờ mày có test không? Có. Trời ơi, dạ, đau không Toàn? Ủa bà chưa bị hả? Không. Một chút xíu nè, một chút xíu nó lên tép bà là biết đau không đau là thấy ông chờ luôn. Nó tép là chiếc này là nó tép chiếc này là nó tép hết nguyên gia đình luôn đó chứ không có chừa người nào đâu. Trời ơi, tôi chốn ông hậu ơi, đau dữ lắm. Tôi thấy người ta bệnh nền, nó vừa người ta chết, lum nó tiêm vô chết, chết. Đó mà thấy ông Phi Nhung nó mạnh đó mà nó cũng chết rồi đó. Đó. Vậy là mới chết rồi à? Mới chết hồi nãy luôn nè. Trời ơi trời, bao nhiêu tuổi ha? Có bốn mấy năm mươi gì hả? Trời ơi trời, chết rồi. Người bè con mới giờ ai nuôi vậy? Bà sinh con mới nuôi một đống luôn. Bà Phi Nhung chắc bà lớn con nhìn vài tuổi à. Bà nghiệp bà quá không? Bà con bà thương người á, ai cho bà nuôi. Bà Phi Nhung chắc cái bà chạng tuổi bà tiết lương á. Chắc bà đó. Cỡ 46 47 rồi đó. Rồi bà tiết lương thì rồi sao nhỉ? Mấy giờ nằm lâu lắm rồi. Mấy tháng rồi đó trời. Bác sĩ. Mấy tháng rồi. Rồi làm vậy rồi chết không trời? Hôn mê thì bác sĩ ta theo dõi mà giống như là ta bơm thuốc khỏe rồi vô cho bả đó, vô nước biển rồi này nọ đó, đặng cho giống như nó có cái sự sống chứ nếu mà bà không bơm vô là chết luôn á. Thì bà ơi. Trời ơi, phía ngoại chứ ngoài này chết vậy ha. Ở bên Mỹ đó chứ là ở bên Việt Nam mà đau như bả chắc đi rồi. Vậy là mày quen với ông đó cho lợi thăm đó phải không? Giống như là ông nói ông cho giống như người lợi coi vậy đó, giống như đứng ở ngoài nhìn thôi chứ đâu có vô được đâu. Là giống như cái phòng kiến á, mình đứng ở ngoài mình nhìn vô thôi, mình thấy thôi, nằm đó đó chứ đâu có vô được. Là giống như phòng là đặc biệt, phòng cấp cứu rồi. Nghiệp gì ba không? Ông làm bớt quá mà bớt gặp gì. Vậy là mấy con mẹt bây giờ là mấy con mẹt không làm vậy nên có tiền không bà Năm? Có làm gì đâu. Ở trong văn phòng không có đi ra. Ủa không làm vậy là nó đâu có tính lương hả? Bộ cái đó làm nhà tư nhân sao? Làm nhà nước á. Nhà nước thì có lương chứ. Nhà nước hồi năm nghỉ dịch cũng có lương nữa. Không biết nữa. Mà cho ít á. Giống như giảm là thôi chứ có lương, nhà nước là người nào nghỉ cũng có lương hết. Có mà cho ít. Nghe nói cho mà ít. Hồi năm ngoái năm nay năm có lấy tiền nó đau, thấy nó đau rồi mằng cũng được. Ấy đó giờ năm nói thôi con đãi con ấy đi. Chứ giờ đau ốm rồi tiền đâu. Vì dịch bệnh gì lum á. Vì năm đâu có lấy tiền nó đâu. Rồi chuối bọng đồ sao rồi? Chuối bọng rồi mấy em gà bán được không? Được, mấy bạn nói chung bán cũng được. Không có đi xuống, đi hồng đi lên bán được. Chuối thì năm trồng thêm 2 công nữa đó. Rồi cá. Rồi lúa là bớt lại rồi phải không?
lúa là năm trả hết trơn toàn bộ, năm giờ đâu có làm lúa. Ờ, à, vậy là trồng chuối không? Chuối năm trồng hai công chuối với món bà ông kia hai công đó, dân cái hành đó còn. Ông Nam không có đó không à, bà Nam? Có. Bà hỏi ổng giùm tôi coi nè Phan, bà hỏi thôi, khỏi cần quay ổng đâu, bà hỏi đi. Bà hỏi ổng coi ổng có xài phan kali không, tôi với này tôi lỡ mua một bao kìa tôi cho ổng. Ổng bỏ chuối được, cái đó xài phan kali bỏ chuối được. Ừ, tại vì kali đó là để cho nó ngọt trái đó. Tôi lỡ mua nhiều quá. Thì bây giờ để đi, chừng nào mà có dịp mà để đi được á, tôi thằng Tuấn Anh xuống tôi đưa nó. Để đi, bây giờ mày cho cái gì không đi không được à? Không, không có cho đi. Nó căng da không có cho đi. Bây giờ phường nào ở phường nấy nó đâu cho đi đâu Nam. Ông phải có giấy âm tính nó mới cho đi. Ồ, chết rồi, người nào mà không có giấy là đi đâu, nó không cho đi. Thấy bà chị ba thấy tội nghiệp chứ ai luôn, trời ơi. Cái cho bà qua khỏi, nghe nói Vi Nhung chết rồi, đã Hồng mới chết rồi. Báo lên rồi đó. Báo lên. Mới chết hồi nãy luôn á, mới chết đây là tiếng hồ nè. Khổ á. Chết rồi mày con, khổ. Đứa bự nuôi đứa nhỏ, bà nuôi mấy chục đứa gì đó. Ủa bà Hồng mấy gà bán được không anh Nam? Bán được, bán nó ngay cỡ này, bán ngày khi có bữa thì bán nó thả kèm kèm được bữa 1 triệu, có bữa 700-800, ngày nào cũng có bán hết trơn á, mà như không có được không thương. Để với xe máy bán, giờ gặp người ta thả thì nó điện đem lên cho người ta thả. Giờ đâu có điện thoại. Chết rồi, con làm cái gì vậy Lộc? Đập tay đập chân nó dở không lên, tao nói tao nghỉ đi. Lộc bữa nay bành kia rồi kìa. Lộc nay bành kia rồi. Lộc nay bự lắm rồi. Ai điện bà nghe đi. Đâu có, gậy đèn. Gậy đèn. Cái này học ở trên mạng hả bạn? Rồi mấy đại ca mấy gà có quậy quạn gì không bà Năm? Không. Năm ngày nào cũng uống thuốc á, đâu có quậy đâu. Mưa bệnh năm cúng bệnh á. Thì vậy đó, hết ra luôn thì không hết mà vậy. Ê cái bà Năm, cái ông Hai Đinh á, ông sao ông chết vậy? Trời ơi, tao nói với mày. Con ổng rồi ổng phát đau, tao không biết nữa, tự nhiên đau rồi da mày am này dái gian, rồi nằm bệnh viện ở bên ông vợ ông bác sĩ Hầu á, nằm đâu cả tháng gì đó không hết. Rồi qua con ổng mới dái á, Đức Anh á mới cúng kiến giờ này nọ mới hết rồi tới xe ngang tới ổng, rồi ổng già ổng dái con heo. Rồi không trả lời gì hết trơn. Rồi cái thầy bà nào đó ở đây mà coi giấy ở ngoài am mà đòi trả lời trong nhà. Đức Anh nó nói thì cô cũng muốn trả đâu, trả thì con không có biết. Rồi tự nhiên á, tới luôn ra ngoài thành phố. Ra thành phố nhập viện ở ngoài đâu gần nửa tháng vậy. Rồi về tự nhiên cái bà không trả lễ cái đem dẹp. Rồi chết luôn. Thì dẹp ra nội trong chưa được 3 ngày. Chết veo luôn. Đó. Giờ mày thấy không ghê chưa? Ở cái gì á con ta. Ủa, nói đi khám người ta nói bệnh gì bà Năm? Đi khám thì một ông bác sĩ Long Thiên ổng nói để ông theo dõi. Còn mới ra ngoài cái nó cho đi về phải rồi cái ổng mới ra ổng mới trả lễ, ổng dẹp cái bàn mà cúng con heo đó,
hai ba ngày sau chút về luôn. Là ông Hai Đinh hả? Ông Hai Đinh hả? Ờ, ông Hai Đinh. Ông Hai Đinh mạnh cùi cùi luôn, mày thấy mạnh cùi cùi luôn. Ăn ăn cơm dĩa dĩa vậy nè. À, tao hỏi ông cái ông có nói gì hỏi chú có về hả? Rồi cái ông nói gì tự nhiên ông vô ông dẹp cái bào. Rồi sao ông, hứa ông, hứa cúng cái gì mà không cúng? Ông cúng con heo đứng cho thì ông cúng rồi ông bớt hết. Giờ ông nghe là con gái ông á đi coi thầy ở đâu đó. Rồi ông có trả lễ ở đây mà đòi trả lễ trong nhà chẳng không biết có trả chẳng không mình không có biết. Rồi dẹp cái bàn ở ngoài này ông có cúng ở ngoài này. Rồi thi ngăn ba bữa ông chết rồi. Rồi ra kêu Tướng Anh vô, Tướng Anh nó không dám nhúng. Nó thấy thì sao nó không dám nhúng. Anh nói cô giấy ở đây, cô không trả lễ ở đây. Rồi cô đem chỗ khác trả lễ thôi. Cô làm gì làm, con không có nhúng tay vô. Mà sao ông không có tin tưởng bà nội ơi, hôm bữa mình đi núi rủ ông cũng không chịu đi, nó không hứa đã rồi không đi là một cái thất hứa rồi. Rồi cái bắt đầu cái giờ giấy cúng gì không không cúng nữa. Đó mày thấy không? Rồi ông đổi thừa tao á, trồng mấy cây xương rồng á ở trong am á bởi ông có bệnh. Thì tôi nói ông nói vậy để tôi đem đi ra hết. Giờ tôi đi khiên ra hết rồi đó. Rồi ông có hết không? Chết meo luôn hả? Ông không có mắc, ông không đau, ông có ốm gì chứ. Ông mập lù à. Tự nhiên đi lại dẹp cái bàn xong về chết luôn. Không trả lễ luôn. Rồi bây giờ lại trong am này bây giờ trời ơi trời. Thứ dữ không? Ông ngoại nào cũng biết hay không cũng vô giấy con heo quay. Rồi hai bà nội nào cũng biết ở đâu mà ăn gì giấy đờ mà ăn gì không biết đâu không biết. Cũng là giấy con làm được rồi con trả lễ con heo quay. Là với ông Hai Đinh con đó là ba con không có tên nào trả lễ. Tôi nói chết rồi. Rồi đem lên mà ai mà lỡ mà giấy hư cơ này hả? Thì thôi, ta giấy ta lựa ta giấy ta lãnh bà lo gì? Trời ơi trời, ta về đâu một ổ không có gì ăn hết trơn. Rồi hả, mới chết lớn mà. Đừng có ai trả lễ đâu, ta nói nè. Sao mấy người đó kỳ trời gan với trời giấy tầm bậy tầm bạ vậy? Bà ta nói mà mẹ tôi sợ gần chết luôn, không dài. Ta nói mẹ không dài, ta sợ không chết luôn. Dạ mơ bà có bây giờ cho ngọc nè. Trời ơi bà đặt tay đặt chân vậy giờ. Tay chân sưng ở chân á, đi không nổi thì sáng ta biểu là nghỉ đi, nghỉ đi bán đi, cái này nghỉ đi. Về sáng bả bơ phờ, mặt bả bơ phờ. Hôm hôm bây giờ trời trời bả làm gì bà cố. Bây giờ bả đập tay đập chân. Bả về bả vô, bả vô bà Hồng hả? Vô bà Hồng. Rồi á bà mít bả qua cho bả thấy gì bả qua. Bả đỡ sao bả chẹo cái thương bóng. Bả chụp á, rồi bà cố quá ấy rồi. Rồi bà chụp ra mà bà chẹo cái sự sống mà. Sáng giờ bà này bích á. Giờ bà chị ông giờ mà nội bà mượn vô nói nữa. Bà nói bà buồn năm sao mà ông qua bệnh á. Nhà bệnh á ít qua. Bà nói tại con buồn con ít qua. Giờ bà nói bà nội không lắm mà. Sao con không qua dòm ngóng nó lui bàn thờ bà nội. Rồi á năm đó bà nội không biết đâu, cảnh còn khổ dữ lắm. Con đâu có bỏ ông bà đâu mà như ngứa gáy con cũng qua mà bà nói con qua mà con ít. Rồi cái miễu ông của thằng trước á, bà nói gì nè, con lúc cắt tới giờ con cũng cúng mà như con cũng ít da cúng. Bây giờ con muốn càng tài lộc nhiều á, con xin ổng á là thường thường chiều con qua con cúng ổng đi, rồi ổng cho con ổng mang tài lộc gì cho con. Ông thổ thần mà trước á phải không? Bà gì bà nói gì bà nói ông thổ thần thương con dữ lắm mà như ổng buồn con.
con ít quà già cúng, nói con cũng mua gà đồ con lộ con cúng không hoài. Rồi bà nói con có cúng mà như con sai con cúng không à. Đó đúng rồi đó, cái đó chính xác số 1. Bà là bị là đúng rồi. Con nhớ chú là ai không? Con là ai? Chú kìa, chú là ai nè? Cái này là chú cả. Đúng rồi, quá giỏi luôn. Mấy gà Linh khỏe không? Dạ con có lẻ rồi, sao con quậy với bà con mất nó rồi không? À, bây giờ Linh vô Linh tắt cái tivi giùm chú Toàn cái coi. Biết tắt không? Dạ biết tập quen tắt tivi. Rồi, để xuống đi. Được rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đừng có bấm tầm bậy nữa. Ờ, đúng rồi, đừng có bấm tầm bậy nữa, hư cái tivi đó. Lỡ mày không có cái tay bay làm thấy không bay, không có sửa cho tiếng á. Ờ, mấy em gà Linh khỏe hả? Có ai kêu cứu mẹ, con có cứu mẹ không? Ờ, mấy em gà con nhớ mẹ không? Con có cứu mẹ không? Có, con niệm kinh hằng ngày là cứu mẹ đó. Con mà đọc kinh hàng ngày là con cứu mẹ đó. Gán đọc kinh như vô. Biết không? Giờ hãy giải cứu mẹ nha. Ờ nhớ giải cứu mẹ nghe không? Linh đọc kinh vô là Linh cứu mẹ đó. Tao lấy cái đồng đàn con mèo á. Ờ rồi một hồi chú Toàn cho tiền lấy đồng đàn con mèo nha. Chịu không? Lúc này con đâu có đi đâu quay đâu. Phanh thai lại thôi chú Toàn, chú Toàn mua chú cốc bê nha. À, đang ăn cơm cái gì ạ? À? Sao đi đâu ạ? Chút đi chợ nha. Rồi, chút đi chợ mua lồng đèn đó hả? Trời đi chợ mua cái lồng đèn con mèo. Trời ơi. Dịch cúm ta đâu cho đi chợ đâu quên. Ngồi xuống. Dịch cúm ta đâu cho đi chợ đâu. Con đòi mua chú cúp bê á. Ờ à, mua con cúp chịu mua cái lồng đèn làm sao mà đòi mua chú cúp bê. Gặp mày cái là mày đòi đồ à. Mày tối ngày hỏi cha có đòi đồ chơi cho mày chơi á. Mấy gà nó có bệnh hoạn nhầm chú. Ờ thì nó có bệnh nó hoài đó, nhưng mà ở dài 2 tháng rồi nó có dám đi xuyên dẫn hút dịch cúng sợ cái xe lên kia nó chở và cái ông dưỡng xương thì mình lấy cái to đi xuống chị Nguyên đó, chị Nguyên Kim Nguyên đó. Sao mà cái ghẻ đó nó còn hoài vậy ta? Rồi đi xuống cái bà y sĩ Thái với thứ ba nè, 500 ngàn một tuần lễ. Rồi 4 năm tuần như thế không hết. Là thuốc ghẻ đó phải không? Ừ thuốc đó. Còn cái thuốc kia là chú mua ở Triệu Nguyên hả Kim Nguyên? Ở Lý Hên. Lý Hên hả? Là có giống gì không? Hả? Có giống gì không? Đúng. Là giống cái tô thuốc mình đi gì đó đó phải không? Ờ giống ở Biên Hòa đó. Ờ nhưng mà tới 1 triệu mấy là? Tới 1 triệu 80 ngàn. Là uống 1 tháng hả? Ừ. Rồi mua có 700 mấy à? Mua có 700 mà mua có từng 20 ngày rồi đó. Dạ. Mấy em gà Linh có uống thuốc không Linh? Dạ con không chịu uống thuốc. Sao vậy? Bếp đi chợ không? Mới uống này không chịu uống thuốc. Dạ. Chết. Chết rồi, cái nón chẹt dữ rồi. Đừng. Để xuống đi, đâu có đi được. Chút đi, chờ chú Toàn về mới đi mua được. Vài phút Toàn có đang mua chú cốc bê á. Rồi. Uống hết rồi sớm mời đi mua chai bông mát 16 ngàn một chai, chai kia thì 13 ngàn. Hai loại coi loại nợ chị với mua mấy bằng cao cá nhân được nó có gâu. Dán mấy chỗ chai máu đó phải không? À, dán rồi. Quá trời rẻ rồi Linh ơi, Linh cái này con gãi hay gì á chứ đâu mà giữ thằng ôn vậy. Trời đất ơi. Con gãi phải không? Dạ con giả chảy máu rồi. Rồi quá hay rồi, quá giỏi rồi.